cũng như mọi người Huế khác, tôi cũng rất yêu hoa mai. Cái tình yêu hoa mai của người Huế thì nó như là một cái tình yêu đặc trưng của người dân vùng đất này, và tôi thì cũng không thể ở ngoài cái tình yêu đó. Cái tình yêu này ra đời từ khi nào cũng không rõ, thì tôi chỉ nhớ thế này: khi tôi sinh ra thì tôi nhìn thấy được sân nhà tôi có cây hoa màu vàng, và những người lớn nói tôi đó là, họ nói đó là cái hoa mai, và tôi bị ấn tượng với cái hoa màu vàng nở rực vào ngày Tết. Thì cái hoa mai này nó dường như là một thứ hoa, thứ linh hoa thì phải, nó sống với người Huế từ bao đời. Tôi sống trong một cái không gian của hoa mai. Sau này khi tôi đi làm báo thì tôi thấy rằng mình phải tiếp cận cái hoa mai này, cái ấn tượng mạnh liệt thời thì tuổi thơ của mình, bằng cái cách của một nhà báo. Cho nên tôi phải đi tìm cái ngọn nguồn câu chuyện từ đâu có cái hoa mai, từ đâu mà người Huế được sân nhà nào, được sân vườn nào, trong vườn nào, được ngõ nhà nào cũng có cái hoa mai. Và tôi đi tìm câu trả lời cho một cái câu hỏi mà tôi đã thắc mắc từ hồi nhỏ con nhỏ. Sau này tôi đi nhiều địa phương, tôi ra Quảng Trị, Quảng Bình, rồi tôi đi vào miền Nam, thì tôi thấy ra hoa mai thì ở đâu người ta cũng có, người ta cũng yêu hoa mai, và Tết đặc biệt là miền Nam thì có thể thấy hoa mai được. Thế nhưng mà khi sau vài chục năm đi quanh cả nước thì tôi trở về lại về Huế, thì tôi thấy những cái đặc trưng riêng của Huế, những cái cung bậc của tình yêu hoa mai nó thể hiện qua cái cách người Huế gọi tên của nó. Chẳng hạn như thế này, người có chữ thì họ gọi là cái hoa đó là hoàng mai, những diễn giả thì họ gọi là mai vàng, gọi một cách tôn xưng thì họ gọi là ngự mai. Ngự mai là cái hoa mai mà được trồng ở trong cung của vua, dành cho vua, cách gọi tôn xưng. Bây giờ vua thì không còn nữa, nhưng có những người họ vẫn gọi đó là ngự mai. Còn có người gọi hoa mai Huế là mai hương. Mai hương là vì sao? Là mai nó tỏa hương rất thơm. Có hoa mai nào mà không tỏa hương thơm không? Chắc là không. Một loài mai có một hương thơm khác nhau. Tại sao mai Huế thì gọi là mai hương? Thì quả thực là cái mai Huế trong cái điều kiện địa lý thổ nhưỡng của Huế, nó tạo cho cái mai Huế một mùi hương rất ngào ngạt. Mùi hương đó tôi cũng nhớ là khi mà hồi nhỏ của tôi đêm giao thừa mà hoa mai đem cắm ở trong nhà, đến nửa đêm tôi giật mình, ta ngủ và giật mình, thì cái mùi hương hoa của nó đậm đặc, nó ngào ngạt trong căn nhà. Và ba tôi mới bảo là dậy mở hè cánh cửa sổ ra đi để cho cái hương nó thoát ra bớt. Có nghĩa đó là quả thực là cái hoa mai Huế là mai hương, mai rất thơm. Người gọi hoa mai Huế là mai xanh. Thì có người bà mẹ tôi ở trong miền Nam mà nói sao người Huế cầu đất rồi vậy, mai mà sao lại xanh được. Họ cũng hiểu rằng là mai xanh là ý muốn nói cái lá hoa mai này sau khi nó trổ hết bông rồi thì đâm chồi nảy lập, cái lá đó nó màu xanh, nó khác với cái hoa mai hồng diệp, gọi là hồng diệp mai ở miền Nam, cái lá nó bao giờ nó đỏ, có như lá mừng vậy đó, hồng diệp mà. Cho nên người Huế gọi là mai xanh. Mai xanh là cái lá mai này sau khi trổ bông thì nó xanh, cũng là một cái đặc điểm để phân biệt với cái mai hồng diệp ở miền Nam và mai nhiều nơi khác. Cách gọi tên của hoa mai của người Huế như vậy nó phản ánh một cái những cái cung bậc tình cảm của họ. Họ sống với hoa mai, với mọi cảnh giới, mọi cảnh tràng. Và mỗi cách gọi như vậy đều mang lại những người ngắm hoa mai, người chơi hoa mai, người tìm hiểu hoa mai, và kể cả những lớp trẻ bắt đầu ấn tượng về loài hoa này, rằng là đây là một thứ hoa mà có quá nhiều tâm sự, có quá nhiều điện tích điện chế, có quá nhiều cái tầng lớp
ngữ nghĩa. Và đó có phải rằng là người Huế đã làm giàu thêm cái văn hóa không ai? Tôi nghĩ cách cách gọi tên nó đã trả lời chúng ta điều đó. Yêu cây mai thì bản thân tôi là cũng được thừa hưởng từ là ông cụ nội, ông nội đến bà thôi, đến tôi. Tôi có một cái kỷ niệm về một cây mai, mà cây mai đẹp nhất của gia đình. Thì năm đó thì phải nói là rất là buồn. Vì cây mai ở dịp Tết, gần Tết, nó ra nụ rất là nhiều. Thậm chí là nụ không còn chỗ để thêm nụ nữa, nó chít chít. Nhưng mà gia đình bận việc, cho nên là cái khâu chăm sóc nó kém. Khi sâu nó ăn cái là 3 ngày sau thôi, là nó rụng hết toàn bộ cái búp mai đi. Nó rụng xanh cả gốc. Và ra nhìn cây mai thì cảm thấy cảm giác rất là buồn. Nói chung là tức tưởi, cũng muốn khóc. Nhưng mà từ đó trở đi thì bắt đầu thì động lực để tôi chăm sóc mai nó càng lớn hơn. Nguyễn Nhật Tường là người làng Thể Chỉ Tây, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền. Đây là ngôi làng cổ nằm ven phả Tam Giang. Người dân Thể Chỉ Tây chuyên nghề làm ruộng, trồng rau màu. Họ yêu đất đai, miệt mài ngày đêm vun xới. Vùng đất cạn này là thay lại thích hợp với cây mai vàng, tên gọi dân dã của Hoàng Mai. Trước đây, nhà nhà ở Thể Chỉ Tây trồng mai chỉ để chơi. Người nông dân bỗng trở thành nghệ nhân uổng mai lúc nào chẳng hay. Họ uổng cành, tạo nhiều dạng vẻ của mai tùy theo cảm xúc của mình. Vì thế, tạo nên nhiều dạng mai là hồn nhiên, mộc mạc mà phóng khoáng. Thể Chỉ Tây nổi tiếng làng trồng mai vàng đẹp cũng là vì thế. Yêu cây mai mỗi buổi sáng vào dịp xuân thì mở cửa ra vì hương vị của mai vàng Điền Hòa nó thơm ngào ngạt, nó dễ chịu. Không thể có một loài hoa nào mà so sánh được với mai Điền Hòa của chúng tôi. Thì cái tình yêu cây mai của chúng tôi rất là nồng nàn, cũng giống như là yêu quê hương, yêu đất nước thôi. Mình chăm bón cho một cây mai trong dịp Tết, cây mai nó nở ra, thấy gia đình mình nó thoải mái, thấy quê hương mình nó có cái gì đổi mới, một cái không khí rất là Tết. Mùa xuân mới này, người dân Thể Chỉ Tây đón tin vui. Làng mình, làng Mai Cảnh Thể Chỉ Tây, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, được công nhận là làng nghề truyền thống của tỉnh Thừa Thiên Huế. Những cụ cao tuổi cũng là những nghệ nhân trồng mai nổi tiếng của làng đều có mặt. Bao năm qua, nhiều thế hệ nghệ nhân của làng, những người nông dân một nặng hai sương, đã góp tay xây dựng nên tiếng thơm mai vàng Thể Chỉ Tây, góp phần đưa vẻ đẹp của Hoàng Mai xứ Huế thăng hoa. Đặc điểm của mai làng mình là cái mai năm cảnh mình rất thơm. Buổi sáng mình là ngồi uống nước trà là trong nhà là hợp vô cái màu hương vị rất thơm của cái mai của quê hương làng Thể Chỉ Tây. Trong cái mai thì cũng là cũng mấy cái mai bằng thương yêu cái mai là giống như người con mình cũng chăm sóc để trồng nở hoa đẹp vui nhà vui cửa như đến như ngày Tết thấy cái mai nở đẹp là con về đi làm ăn về coi như là sum họp gia đình được cái nở quả phấn khởi đấy thấy là vui nhà vui cửa đó coi như sum họp gia đình được quả cái đấy quả tuyệt vời rồi. Mai vàng Thể Chỉ Tây, mỗi chấu mai cảnh ở đây có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Nhưng không ai xem mai là hàng hóa, mà xem mai như là người bạn. Họ chỉ nhường mai cho người biết quý mai và biết cách chăm sóc mai. Tuyệt tác về mai, thì khoảng chừng 30 năm trước, là tôi hay lăng la để cái hồi mai ở chỗ chờ hồi chờ chỗ thương bạc hồi hoa xuân. Và hồi đó là tôi còn nhớ có một cái cụ già, một cái cụ nghệ nhân
Tôi hỏi cụ là: ông ơi, cây hoa mai này bao nhiêu tuổi rồi? Ông trả lời rằng là cây hoa mai này gấp 3-4 lần tuổi của ông, có nghĩa là 10 lần tuổi của cháu. Cái câu trả lời đó làm tôi cảm thấy rất là hấp dẫn. Đó là những cụ như cụ Nguyễn Hữu Tùng, là chủ tịch hội Quân Mai Huế, rồi cụ Phạm Văn Tâm, là chủ tịch hội Hoa Cảnh Huế hồi sau năm 75, ông Nguyễn Đối, rồi được một số người nữa. Thì những cụ như cụ Tùng, cụ Tâm đã mất. Những cái người mà năm nào đó tôi đến, tôi thấy họ cũng già như là mai và đã mất, nhưng mà những cái mai đó thì vẫn còn. Có điều là nó siêu tạng, nó chuyển đến tay những cái người chơi mới, những chủ nhân mới. Tôi hỏi các cụ là có khi nào thì hoa mai này được đi xa lắm không, đi rời khỏi Huế? Cũng là có thể có, nhưng mà tôi tin rằng là không nhiều, bởi vì người Huế họ xem cái hoa mai này rất linh thiêng. Bán những cái lá mai đi là giống như bán đi cả một cái gia thể, bán đi cái truyền thống, bán đi cái nền đẹp, chứ không phải là chỉ là tài sản không đâu. Cho nên là nó chỉ lý quanh quốc trong vùng Huế mình thôi. Thì tôi hỏi bây giờ nó đâu rồi, cháu làm sao có thể tìm xem lại những cái lá mai đó được? Thì cả cụ bảo là có khi đang nằm ở trong một nhà nào đó, họ cũng đem ra trưng bày, thì chúng ta không biết đâu. Là người Huế có khi là chơi mai theo kiểu là riêng tư, tri âm tri kỷ thôi, chứ cũng đem ra trưng bày. Thì ngay cái câu chuyện lạ mai đó cho chúng ta thấy được bề dày của văn hóa hoa mai. Thật khó để giải thích tình yêu hoàng mai kỳ lạ của người Huế. Người Huế yêu mai, trồng mai, xem mai như là một thành viên trong gia đình. Những cây hoàng mai này của ông Vĩnh Ký, người gốc làng Thể Chỉ Tây. Cách đây 35-40 năm, có giá hàng chục cây vàng. Người nào mà yêu mai nó thích, thì nó mới chơi, mới sáng sóc hẳn, mới đi được. Chứ còn những người không thích, họ chơi thì chơi rồi làm thế. Cái mai là hàng cung dùng lại thôi, chống phẩm cũng phát triển được. Thằng cái mai này là thằng lóng giảng. Nó con cây này là lóng phùng. Trong gia đình nói thật, tôi chơi mai đây, nói các ông đi ngang, người mà thích mai, mấy ông lão, tôi thích lắm. Họ nhìn với họ thích lắm. Cái gì mà mình chơi cái gì đã thích, hoặc cái đặc thù mà mọi người đã thích thôi thì là mình coi giống như là con cái, nhiều khi mình bỏ ăn luôn. Khi mà cái nhà có cái đám, phải là bịt toàn vô nơi cái dại nó chế đồ rồi, toàn mấy cái hết. Hẳn cũng thương người, mọi người thương cái, giống như hàng buồn, giống như mình chẳng hạn rồi. Xuân chỉ có cái mai thôi, ra xuân liền. Chỉ có một dánh, cái không cần chứ nhiều hết á, là xuống. Cái nữa là cái văn hóa cổ truyền của Việt Nam mình. Dù rất yêu quý hoàng mai, nhưng nhiều nhà nghiên cứu Huế qua tìm hiểu của mình đã không thể nhận cây hoa mai bất tử trong thơ Mạn Giác Thiền Sư: Đình tiền tạc già nhất chi mai là hoàng mai Huế. Hay cũng không thể nhận hình cây mai khắc trên nghị đình là hoàng mai. Cả hai trường hợp trên đều là cây mai mọc ở xứ lạnh miền Bắc, là hàng mai, tuyệt mai. Sự khẳng khái và chính trực này thật xứng với cuộc cách quân tử của hoàng mai. Năm mà chuẩn bị làm báo Tết thì tôi mở máy tính ra, mở những tấm hình hoa mai ra để tôi lấy cảm hứng
tìm đề tài để viết bài bài xuân. Mục đích của tôi làm sao là cùng muốn ngày xuân đã trên bàn của mỗi gia đình đều có một tờ báo xuân, và ta mở ra thì thấy hoa mai ngào ngạt tỏa hương. Và cứ vậy năm nào tôi cũng đến Tết thì tôi cũng đi viết bài về bảo về hoa mai. Và một ngày thì tôi xem lại thì thấy cái số lượng bài mình viết về hoa mai cũng khá nhiều. Và một cái người bạn tôi ở Sài Gòn gửi tôi đây, sau không tập hợp lại in thành cuốn sách, và tôi thấy đúng hay, và tôi sâu chuỗi tập hợp lại nó tạo thành một cái vườn mai, vậy là ra đời cuốn sách này. Thì nó là một câu chuyện hoa mai của xứ Huế qua góc nhìn của một người làm báo. Vì sao mà trước nhà người Huế nào cũng có cây hoa mai? Nó như là một cái mô thức của kiến trúc cảnh quan, bởi vì nó lặp đi lặp lại. Người Huế và những người, nhiều người khác yêu hoa mai, trong đó có yêu cái cốt cách của hoa mai, yêu cái biểu tượng vương tử. Thì khi người ta đã xem hoa mai là biểu tượng của vương tử, thì những người nào có lý tưởng sống như người vương tử chắc chắn họ trong chơi hoa mai. Bà hãy để xem những cái người chơi hoa mai, cứ hỏi họ thế nào họ sẽ nói rằng là họ yêu hoa mai ngoài cái màu hoàng hoa mai màu vàng rất là ấn tượng và gắn liền với Tết, ngày Tết ngày xuân đó, thì họ còn gửi gắm vào đó một cái khát khao được sống như hoa mai, trang trường trước tuyết sơn, chắc chiêu những cái điều tốt đẹp tinh hoa của đất trời để dâng cho cái cộng đồng, cho đời sống, cho đất trời một cái màu hoa mát khai. Thưa quý vị và các bạn, làng Thế Chỉ Tây, xã Điền Hòa, nằm ven phá Tam Giang, thuộc huyện Phong Điền, nổi tiếng với nghề trồng mai cảnh truyền thống hàng trăm năm. Nghề trồng mai vàng nơi đây không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, thỏa mãn thú chơi tao nhã mỗi khi xuân về Tết đến, mà còn giúp nhiều nông dân làm giàu. Những ngày này, đến với làng mai truyền thống này, mới cảm nhận được sắc xuân ngập tràn bởi nhà nhà mai đều nở rộ khoe sắc vàng rực rỡ. Ghi nhận của phóng viên thời sự qua phóng sự sau. Vườn mai của gia đình ông Nguyễn Đăng Hùng hiện có khoảng 300 cây, đặc biệt có cây mai vàng 40 năm tuổi, với thế long mẫu sinh long tử, cho nụ tràn trề chi chít, nở đúng dịp Tết năm nay. Theo ông Hùng, quá trình trồng cây mai cảnh cũng lắm công phu, từ khâu chọn giống, sàng lọc, tỉa cành, chọn tạo thể cây. Để có gốc hoàng mai đẹp, người trồng mai phải bỏ công chăm sóc hàng chục năm và tạo thể cho cây mai ngay từ khi còn nhỏ. Lúc còn nhỏ là con cây con lên là mình tạo thế lên đồ tổ khu là mình là có giúp bảo vệ cái bộ lá cho nó xanh, vì cái cây nó xanh một cái cây nó phát triển nhanh hơn, là có dự định khi mua mình bỏ phân đủ nhu kỳ của nó, là có như là ra riêng từ 2-3 thì mình nói có như ăn nó ăn cả năm, có như là nên mua là qua Tết là nó bị kịp cái Tết, mình phải là bảo vệ cái được nhất là hai cái là bộ lá và cái thân cây. Để có một gốc mai đẹp, ngoài công chăm sóc hàng chục năm trời, người chơi mai phải am hiểu, chú ý đến 4 điểm: nhất đế, nhị thân, tam cành, tự giống. Người chơi phải chăm chú từng ly từng tí. Phần thân mai phải uống cho cân xứng, chậu mai cũng phải kỳ công được lựa chọn cho phù hợp với từng cây mai. Cây mai nhỏ thì dùng chậu bình thường. Những cây thuộc hàng lão mai thì phải dùng những chậu lớn kết hợp với nhiều hoa văn mới tôn được vẻ đẹp và giá trị của cây mai xứ Huế. Mình phải chơi cái đế trước, tất nhiên là đưa mấy cái đế nó ra cho đều, sau khi tạo một cái đế đẹp. Nếu còn kỹ thuật là nếu như mai là bỏ phân tháng 10, tháng 9, tháng 10 là cái mai là nó phát triển mạnh, nó ăn mạnh hơn. Còn muốn cho hoa trúng Tết
là khoảng rằm tháng 10. Thời tiết đẹp là mình trải lá để cho ra bông là kịp trong dịp Tết. Nếu như mà thời tiết mà mưa lạnh thì mình phải trải trước. Nghề trồng mai cảnh ở Điền Hòa đã được kể thừa từ đời này sang đời khác. Người trồng mai ở đây không đơn thuần chỉ thỏa mãn thú chơi cây cảnh mà họ còn mang lại thu nhập cao từ cây mai. Việc bán những cây mai có giá trị hàng trăm triệu đồng tại ngôi làng này đã không còn là chuyện hiếm. Mai Điền Hòa, độc và là ở các tạo thể và dáng theo các thể của tự linh là Long, Ly, Quy, Phùng. Uống cái thể long, nó dạng long. Có người thì thích là ngòa long, có người thì long thăng, người long dạng. Đó là cái thể đặc trưng của Điền Hòa. Còn mai Điền Hòa là một loại trong mai vàng Huế. Hắn có mùi thơm, nắm cảnh đặc trưng, đó, nhụy vàng, lá răng cưa. Đó. Thì chủ yếu là cũng là một nguồn rén từ Huế, nhưng mà riêng cái mai các xã Ngũ Điền mà vùng đất cát đấy thì đặc biệt rất là thơm. Vì cây sinh trưởng trên cái vùng đất rất là cằn cỗi, đất cát trắng thôi. Cho nên khi mà đặc biệt là cây có bộ đế rất đẹp. Hiện nay trên địa bàn xã Điền Hòa có khoảng 2.000 hộ tham gia trồng mai với khoảng 30.000 cây mai. Trong đó có khoảng 1.200 cây từ 10 năm tuổi trở lên. Với nhiều gốc mai quý có giá hàng trăm triệu đồng, để phát triển nghề truyền thống trồng mai cảnh, thời gian qua chính quyền địa phương đã triển khai đề án mở rộng vùng trồng mai trên diện tích gần 1 hecta, đồng thời lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước và xây dựng tường rào khuôn viên, vận động các hộ dân tham gia trồng mai. Là tuyên truyền vận động người dân để tập trung vào trồng mai cảnh để mà đưa thu nhập kinh tế của người dân ngày càng lên. Hiện nay giá trị cái mai cảnh của xã Điền Hòa thì từ khi có được công nhận làng mai cảnh đó, thì giá trị kinh tế của cây mai nó ngày càng đem lại kinh tế ngày càng cao. Hội nông dân xã đã được sự chỉ đạo của đảng ủy xã và chính quyền địa phương thì đứng ra để đăng ký cái nhãn hiệu tập thể làng mai cảnh thể chỉ cây xã Điền Hòa. Mai ở làng thể chỉ tây rất đa dạng bởi nhiều chủng loài, trong đó hoàng trúc mai là giống hiếm nhất. Vốn rất thích hợp với vùng đất cát pha thịt, nên mai vàng ở đây màu vàng tươi, bông to, hương thơm dịu dàng và rất lâu tàn. Chính những giá trị trên đã tạo nên bản sắc văn hóa của làng nghề, mang những nét đặc trưng riêng của làng thể chỉ tây tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, năm mới đến, mai vàng nở rộ như một dấu hiệu mùa xuân về, đem đến những điều bình an, tốt lành. Vào tháng 3 năm 2021, Thừa Thiên Huế đã xây dựng đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam, hướng đến xây dựng Huế trở thành thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Và mở đầu của đề án này là phong trào mai vàng trước ngõ. Sau gần một năm triển khai, cây mai vàng trước ngõ đã trở thành hình ảnh đẹp của nhiều cơ quan ban ngành và rất nhiều nhà dân. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem qua một phóng sự ngắn sau đây. Nằm trên đường Xuân 68, cây mai vàng trước ngõ nhà anh Lập Chí Bích đã trên dưới 100 tuổi với dáng dấp khỏe mạnh và sung mãn. Năm nay thời tiết đẹp nên bung hoa rực rỡ. Cây mai nằm trước một ngôi nhà cổ theo kiểu Pháp khá đặc trưng kiểu nhà vườn Huế những năm đầu thế kỷ thứ 20 trong khu vực thành nội. Cái mái ní hả? Cái mái ní là kỳ chị về làm dâu đấy ạ. Là chứ là coi như là ông nhà chị là 97 tuổi. Mà kỳ ông nhà là ông cổ đã trông rồi, hình như cũng khoảng 100 tuổi hơn ạ. Nắm ní đã thấy nở đẹp nhất, mà bông dày nữa. Gia chủ của ngôi nhà là hầu duệ được thừa kế những gì tiền nhân để lại, đã khá chăm chút cho mảnh vườn trước sân để đón Tết cổ truyền đúng hương vị Tết Huế. Năm nay do dịch bệnh nên người Huế giữ khoảng cách, ít đến thăm nhà nhau. Song một cây mai vàng cổ thụ nở bung hoa trước ngõ tuyệt đẹp như thế này cũng đủ khiến chủ nhà nức lòng khi Tết đến xuân về. Có phải là chấm bị vô bọn đâu rửa tỉa lá tới mua là tỉa. Nói chung là mưa nhiều là mình tỉa sớm, mà nắng thì khoảng 1 tháng rưỡi.
là mình tỉa là vừa ra hoa là đẹp. Thì chị nghe nói nếu mà nắm giống kiểu mái mà nở rồn nữa là nắm nở là giống kiểu là phát tài phát lộc. Mai vàng trước ngõ là một phong trào đã được ông Phan Ngọc Thọ khi còn là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát động nhằm xây dựng một bản sắc riêng cho Huế. Màu vàng tao nhã và sang trọng của hoa mai không chỉ tượng trưng cho màu Tết mà còn là dấu ấn của một thuở vàng son trên đất cổ đô. Minh chứng là rất nhiều những ngôi nhà vườn cổ đều giữ được trong sân nhà những cội mai vàng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những cây mai vàng cổ thụ nếu bị mưa gió bão táp miền Trung cuộc đổ sẽ được con cháu ươm lại một nhánh khác thay thế. Cứ vậy, mai chẳng bao giờ vắng bóng trong những góc vườn, những nếp nhà Huế xưa. Ngôi nhà này đã có hơn 100 năm. Và cái hướng này là hướng Đông Nam, hướng cùng với đại nội, vì các cụ ngày xưa mà. Và hai cái mai này thì đã có trồng lâu rồi. Nếu bắt đầu trồng thì được khoảng 50 năm rồi. Mà không dịp mai này dễ trồng hơn mai này, mai vàng này là khó lắm. Khi hàng nở ra là thấy hàng thơm mà thơm dịu dàng hơn là cái mai khác không thơm. Hoa mai là hoa rất là đẹp mà nở trong ngày Tết. Thì năm Tết đến hoa nở là trong nhà có thể nói là vui vẻ, con cháu vui vẻ. Đúng rồi, lộc xuống về đó. Tết năm nay, thời tiết khéo chiều lòng người nên hoa mai đã bung nở trên khắp các nẻo đường. Hưởng ứng phát động của lãnh đạo tỉnh, không chỉ nhà dân mà nhiều cơ quan cũng trồng mai vàng trước cổng hoặc trong khuôn viên công sở. Mai vàng xứ Huế được người dân bản địa gọi là hoàng mai. Đây là một giống hoa đặc trưng khác với giống mai vàng miền Nam ở chỗ lá xanh, cành mỏng. Mỗi bông chỉ có từ 5 đến 6 cánh, có mùi thơm nhẹ nhàng thanh tao. Dạng cây cũng thanh nhã cao gầy và chỉ cho hoa vào dịp Tết Nguyên Đán. Tương truyền, loài cây này trước đây chỉ được trồng trong hoàng cung hoặc những phủ đệ dân thự của con cháu hoàng gia hoặc quan lại quyền quý. Vì vậy mà ý tưởng trồng hai vườn mai trước hoàng cung cũng đã được thực hiện kịp trước Tết Nhâm Dần 2022 để những bông mai kịp khoe sắc trước đại nội vào dịp Tết. Đã mang lại một không gian rất Huế ngay giữa lòng thành nội. Đây là đặc trưng của Huế. Hà Nội thì có hoa đào, ở đây thì có hoa mai. Quá vui, vì đang trong mai mà không thấy nở là mình thấy buồn rồi. Mà mai nở là mình thấy dưới một ngày, một mùa xuân đã đến với mình rồi. Tự hào lắm, người Huế mình rất tự hào. Đi đâu thì cũng không ít thấy cái mai như ở Huế mình đây. Nhưng đặc biệt Huế là mai tốt đó, mai là không có nơi nào có đó. Đường đến với danh hiệu xứ sở mai vàng của Huế đang được kéo gần lại. Khi mà việc bảo tồn và phát triển nguồn gen giống mai vàng này sẽ được các ban ngành chức năng thực hiện trong nay mai. Và giống mai vàng quý sẽ được trồng trong nhiều không gian trọng điểm hoặc thành những rừng mai. Không những tô điểm cho bản sắc văn hóa Huế, mà còn trở thành một sản phẩm thương mại độc đáo riêng có của vùng đất cổ đô. Nếu như trước đây Huế chỉ có hoàng mai, thì những năm trở lại đây, thị trường ở Huế, nhất là vào dịp giáp Tết, nhiều loài mai cùng cỏ mặt khoe sắc. Mai tai dạo ở miền Nam ra, mai hồng diệp từ Phú Yên, Khánh Hòa. Nhưng sang trọng và quý phái nhất vẫn là mai vàng xứ Huế. Quý vì đẹp, thơm và vì trồng được một cây hoàng mai cũng lắm công phu.
đến phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, hỏi ông Nguyễn Văn Giạc trồng mai cảnh là được chỉ đến tầng nhà. Ông Giạc có một diện tích vườn đáng mơ ước để trồng cây cảnh. Còn cây cảnh của ông cũng có thể nói là ước mơ của nhiều người. Ông trồng nhiều loại cây cảnh từ cẩm thang, lâm xanh, thông, xanh và hoàng mai. Trong đó hoàng mai là loài cây lâu năm nhất trong vườn với khoảng gần 60 chồng mai có tuổi đời trên 30 năm. Nói về cơ duyên mà có được cái vườn cây cảnh á, thì thực chất nó cũng trải qua một cái quá trình rất là lâu dài, có khoảng 30 năm rồi. Nhưng mà cơ duyên đó bắt đầu bằng cái sự đam mê của mình mà thôi. Từ cái chỗ đam mê rồi mình làm những cái cây nhỏ nhỏ mình chơi để mà thỏa cái thích của mình. Nhưng mà qua đó rồi dần dần nó nhiều lên, rồi có nhiều người khác không thích. Họ thích thì cuối cùng có cái giao lưu mua bán và trao đổi và trở nên thành thị trường. Sau khi có thị trường thì có cái đồng vốn, và có đồng vốn thì mình đầu tư ngày càng mạnh hơn. Và nhu cầu mỗi ngày mỗi nâng cao thì cái giá trị cây cảnh mỗi ngày mỗi phát triển hơn. Thì đó là một cái động cơ ban đầu mà mình nghĩ rằng đó một cái sự đam mê là chính. So với mai tai dạo và mai hồng diệp phía Nam, loài mai vàng xứ Huế khó trồng, khó chăm sóc và khó cho hoa ra đúng dịp Tết Nguyên Đán hơn. Dù người trồng có nâng niu, sử dụng cả kỹ thuật nuôi trồng, bỏng thúc hoặc ép, thì hoàng mai vẫn phụ thuộc vào thời tiết rất nhiều. Gần 100 chậu mai của ông Giạc đã được chủ nhân tỉa lá vào giữa tháng 11 âm lịch sau khi nghiên cứu kỹ thời tiết những tháng cuối năm. Vẫn có nguy cơ nở bung trước Tết nếu không có một đợt rét đậm trời cho vào cuối tháng chạp. Nói riêng về cây mai thì thực chất, thật lòng mà nói, cái nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui, cái đắng nhiều hơn là cái niềm hạnh phúc. Khi đạt được một cây mai mà nở đúng Tết, mà cành lá xum xuê có dáng thể đẹp, thì đó là một cái sự viên mãn trong mấy ngày xuân thôi. Còn cả một cái năm trường không ai trông chờ để nó, vì lá nó còn xấu, ôm tùm rồi sâu bệnh, biết bao nhiêu là thứ mà mình phải chăm sóc từng ngày từng giờ như rửa. Nhưng mà đến Tết á, đâu có được thỏa mãn, đôi khi là rét liên tục, mai không nở, đến ra Tết mới nở. Hay là như năm đi thì trời nắng như thế này là Bình Định đó cũng sẽ hết, Huế đây cũng đa số là sẽ từ ngày 10 đô đó là bắt đầu cũng sẽ hết rồi. Và đến Tết thì trở nên hiếm. Thì đó là một cái khó khăn, bởi cây mai vàng á, nó phụ thuộc nhiều vào thời tiết và tự nhiên mà con người điều khiển rất là khó. Để có được một chậu hoàng mai quý, người trồng mai phải cất công nuôi trồng, uống nắng từ khi cây mai được khoảng 2 năm tuổi. Cây mai cảnh được trồng bằng hạt trên đất. Đến khi được 1-2 năm tuổi sẽ được cho vào chậu để hạm độ sinh trưởng và uống nắng tạo thế. Ở làng Điền Hòa, huyện Phong Điền, một làng có nghề trồng mai nổi tiếng ở Thừa Thiên Huế. Cây mai chủ yếu được uống tạo thành hai thế, đó là long phùng và tử diện. Long phùng tức là cây mai được uống thành hai nhánh chính đối diện với nhau, như thể hai con long phùng quay đầu vào nhau. Tử diện là cây mai có bốn nhánh tỏa ra bốn phía, thể hiện sự xum xuê cân bình. Tuy vậy, mỗi người trồng mai lại có một cách uống khác nhau, thể hiện sự khéo léo, cá tính và óc thẩm mỹ riêng của từng người. Chơi mai kỳ công như vậy, nhưng người trồng mai cảnh ở Huế, rất nhiều người không đặt lợi ích kinh tế làm hàng đầu, mà chủ yếu là thỏa mãn niềm đam mê yêu hoa của mình. Một chậu mai cảnh có tuổi trên 20 năm có thể có giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Đó là một cái giá mà không phải ai cũng mua được. Nhưng không phải vậy mà người trồng bán rẻ để có tiền. Được giá, cảm được người mua hoa cũng yêu hoa như mình thì bán. Còn không thì để vậy mà chơi, hoặc để tặng người tri kỷ, người thân. Nhà ông Đặng Văn Cho ở thôn 2, xã Điền Hòa có hơn chục gốc mai trên 30 năm tuổi khá đẹp. Năm nay, ông cho mai nở bung trước Tết một tháng để mừng đám cưới con gái. Ở miền Bắc thì đào, mà miền Trung mình thì cây mai. Trong gia đình tôi, ông bà trước đây cũng có là chơi thôi.
Nhưng mà trong quá trình đấy thì thất bạc thì ông bà lại bán, sau tôi mới tạo lại một cái môi trường giống xưa thôi, phải tạo lại đó. Có thể nói, mai vàng xứ Huế là một giống mai quý mà chỉ có ở Huế mới trồng được. Thời tiết càng khắc nghiệt thì giống mai này càng quý. Lá xanh hoa vàng, cả lá và hoa đều mỏng, có mùi thơm nhẹ nhàng, dáng cây tao nhã. Hoàng mai vốn là một thử hoa của hoàng tộc. Nó có những đặc điểm khác hẳn với những giống hoa mai khác vốn có xuất xứ từ miền Nam. Vì cái mai hồng diệp á, khi nó mới ra đọt á, mới đọt nón thì đỏ. Nhưng mà cái hoàng mai này khi ra đọt nón thì hồng trắng vàng, xanh rồi xanh màu lục. Nhưng mà khi già khi mà lạ người già thì là cái mai nó giống nhau hết, hàng lạ xanh. Nhưng mà cái mai hoàng mai này chỉ có năm cánh nữa, khi nữa là năm cánh vì sáu cánh thôi. Nhưng mà cái hồng diệp mai thì nhiều cánh. Thì mà hoàng mai thì cái giá trị của hàng là bữa sáng nữa là thơm lắm. Còn cái chăm sóc thì hơi khó, trồng lâu phát triển. Còn cái hồng diệp thì dễ mà hàng phát triển nhanh. Nhưng cũng vì giống hoa quý, để có một chậu hoa đẹp, người trồng phải cắt công cắt tỉa, uống nắng, chăm sóc kỹ lưỡng hàng chục năm trời. Nên những chậu mai vàng như thế này giá thường rất cao, kén người mua và tương đối khó bán. Trong khi đó, những loài mai như hồng diệp hay tai dạo rất dễ trồng, dễ sinh trưởng và dễ cho hoa đúng mùa, lại có giá khá mềm. Lựa chọn hồng diệp mai để trưng trong dịp Tết Nguyên Đán, để có hoa mai trong nhà ngày càng lần lượt trên thị trường hoa mai Tết ở Huế. Điều đó cũng dễ hiểu vì phần lớn người tiêu dùng ở Huế đều có thu nhập trung bình và Tết thì còn phải mua sắm rất nhiều thứ khác. Khi mà trên thị trường cái hồng diệp chiếm ưu thế thì cái hoa mai này thì cũng khó mà tiêu thụ, là vì cái giá cả chênh lệch. Thì cái hoa mai này mình chăm sóc công phu hơn, thời gian lâu hơn nên chỉ là cái giá trị hàng đặc biệt hơn. Còn cái hồng diệp thì là phát triển nhanh và hơn nữa thì chăm sóc đơn giản hơn. Năm nay với đợt rét đậm giữa tháng chạp, những chậu hoàng mai tưởng chừng sẽ bung cảnh trước Tết, hứa hẹn sẽ nở đúng ngày. Nhiều người trồng hoa hy vọng những chậu mai sẽ tìm thấy chủ nhân mới. Người trồng hoàng mai không quá mong kiếm được món hời, nhưng một chậu mai được bán đi sẽ tạo điều kiện cho họ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê. Để người trồng mai thêm lạc quan, tin tưởng rằng niềm đam mê của họ thật có giá trị với người biết thưởng thức cái đẹp. Cây mai Huế là phải nói một cái cây mà nó độc đáo mà cả miền Bắc họ rất thích, mà miền Nam họ không có. Cây mai Huế khi nó nở ra, cái hương nó thơm và cái cánh hoa nó dày, nó không nặng lên, nó không héo. Trời lạnh nó không hư. Chứ cái mai hồng diệp mà từ trong Nam mà đưa ra, từ trong đó thì sung sức đưa ra mình đây, nó héo úa liền. Và hương không thơm như mai Huế. Bởi vì cái mai Huế nó quý, mà cái tay, chân, cổ, cái thân cho đến cái đế, nó cổ nó đẹp, tạo dạng bonsai nghệ thuật rất là đẹp. Mà, nhưng mà khó một điều là khó quá chăm sóc về bệnh tật và về sâu. Mà do đó nhiều người mà không bám nổi với cây mai, chỉ ai mà quá yêu thích thì khi nào mới đeo đuổi nổi với cây mai. Khác với người Bắc, người Huế giống người miền Nam chơi cây cảnh hưởng theo nghệ thuật bonsai của người Nhật Bản. Tuy nhiên, do đặc điểm về văn hóa, lịch sử và nhiều yếu tố khác, phong cách trồng và chơi cây cảnh của người Huế vẫn có nét rất riêng biệt. Đó là phải hồi đủ bốn yếu tố: cổ, kỳ, nhã, ý. Tức là lâu năm, kỳ lạ, nhã nhặn và ẩn ý trong cây. Đặc biệt thể hiện trong hai yếu tố nhã và ý. Tính nhã trong phong cách chơi cây của người Huế là cách tạo dạng tao nhã, nét nhẹ nhàng, uyển chuyển, không gò bó. Đôi khi thấy chất thơ trong dạng cây. Với yếu tố, nó gắn liền với nét thâm trầm, sâu sắc của tính cách Huế, tạo cho hình thức bên ngoài của cây mang một ẩn ý được gửi gắm ở bên trong.
Những chậu hoàng mai của người chơi cây cảnh ở Huế là những điển hình cho phong cách trên. Ngày nay, lớp trẻ ít người theo đuổi nghề trồng hoàng mai, nhưng những người giữ gìn hoàng mai cho Huế vẫn còn khá nhiều. Họ có hội đoàn để sinh hoạt và có những cuộc thi để tôn vinh hoa mai và nghề trồng hoa. Để mỗi lần Tết đến xuân về, mai vàng xứ Huế lại khoe hương sắc, sang trọng, quý phái và tao nhã, không hề lẫn với một sắc mai nào khác trên cả nước. Quý vị và các bạn thân mến, năm mới đến, mai vàng nở rộ như một dấu hiệu mùa xuân về, đem đến những điều bình an, tốt lành. Vào tháng 3 năm 2021, Thừa Thiên Huế đã xây dựng đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam, hướng đến xây dựng Huế trở thành thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Và mở đầu của đề án này là phong trào mai vàng trước ngõ. Sau gần một năm triển khai, cây mai vàng trước ngõ đã trở thành hình ảnh đẹp của nhiều cơ quan ban ngành và rất nhiều nhà dân. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem qua một phóng sự ngắn sau đây. Nằm trên đường Xuân 68, cây mai vàng trước ngõ nhà ân lập chị Bích đã trên dưới 100 tuổi với dáng dấp khỏe mạnh và sung mãn. Năm nay thời tiết đẹp nên bung hoa rực rỡ. Cây mai nằm trước một ngôi nhà cổ theo kiểu Pháp khá đặc trưng kiểu nhà vườn Huế những năm đầu thế kỷ thứ 20 trong khu vực thành nội. Cái mái ní hả? Ờ, cái mái ní là kỳ chị về làm dâu đấy ạ. Là chứ là coi như là ông nhà chị là chín mấy mấy tuổi. Mà kỳ ông nhà là ông cổ đã trông rồi, hình như cũng khoảng trăm tuổi hơn. Nắm đi đã thấy nở đẹp nhất, mà bóng dây nữa. Gia chủ của ngôi nhà là hầu duệ được thừa kế những gì tiền nhân để lại, đã khá chăm chút cho mạnh phương trước sân để đón Tết cổ truyền đúng hương vị Tết Huế. Năm nay, do dịch bệnh nên người Huế giữ khoảng cách, ít đến thăm nhà nhau. Song một cây mai vàng cổ thụ nở bung hoa trước ngõ tuyệt đẹp như thế này cũng đủ khiến chủ nhà nức lòng khi Tết đến xuân về. Có phải là chấm bị vô bọn đâu, rửa tỉa lá, tới mua là tỉa. Nói chung là mưa nhiều là mình tỉa sớm, mà nắng thì khoảng 1 tháng rưỡi. Là mình tỉa là vừa ra hoa là đẹp. Thì chị nghe nói nếu mà nắm giống kiểu mái mà nở rồn nữa, là nắm nở là giống kiểu là phát tài phát lộc. Mai vàng trước ngõ là một phong trào đã được ông Phan Ngọc Thọ khi còn là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát động nhằm xây dựng một bản sắc riêng cho Huế. Màu vàng tao nhã và sang trọng của hoa mai không chỉ tượng trưng cho màu Tết mà còn là dấu ấn của một thuở vàng son trên đất cổ đô. Minh chứng là rất nhiều những ngôi nhà vườn cổ đều giữ được trong sân nhà những cội mai vàng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những cây mai vàng cổ thụ nếu bị mưa gió bão táp miền Trung cuộc đổ sẽ được con cháu ươm lại một nhánh khác thay thế. Cứ vậy, mai chẳng bao giờ vắng bóng trong những góc vườn, những nếp nhà Huế xưa. Ngôi nhà này đã có hơn 100 năm. Và cái hướng này là hướng đông nam, hướng cùng với đại nội, vì các cụ ngày xưa mà. Và hai cái mai này thì đã có trồng lâu rồi. Nếu bắt đầu trồng thì được khoảng 50 năm rồi. Mà ông dịp mai này dễ trồng hơn mai này. Mai vàng này là khó lắm. Khi hàng nở ra là thấy hàng thơm. Hàng thơm mà thơm dịu dàng hơn là cái mai khác không thơm. Hoa mai là hoa rất là đẹp mà nở trong ngày Tết. Thì năm Tết đến hoa nở là trong nhà có thể nói là vui vẻ, con cháu vui vẻ. Đúng rồi, lộc xuân về đó.
Tết năm nay, thời tiết khéo chiều lòng người, nên hoa mai đã bung nở trên khắp các nẻo đường. Hưởng ứng phát động của lãnh đạo tỉnh, không chỉ nhà dân mà nhiều cơ quan cũng trồng mai vàng trước cổng hoặc trong khuôn viên công sở. Mai vàng xứ Huế được người dân bản địa gọi là hoàng mai. Đây là một giống hoa đặc trưng khác với giống mai vàng miền Nam ở chỗ lá xanh, cành mỏng. Mỗi bông chỉ có từ 5 đến 6 cánh, có mùi thơm nhẹ nhàng thanh tao. Dáng cây cũng thanh nhã cao gầy và chỉ cho hoa vào dịp Tết Nguyên Đán. Tương truyền, loài cây này trước đây chỉ được trồng trong hoàng cung hoặc những phủ đệ dân thự của con cháu hoàng gia hoặc quan lại quyền quý. Vì vậy mà ý tưởng trồng hai vườn mai trước hoàng cung cũng đã được thực hiện kịp trước Tết Nhâm Dần 2022, để những bông mai kịp khoe sắc trước đại nội vào dịp Tết. Đã mang lại một không gian rất Huế ngay giữa Long Thành nội. Đây là đặc trưng của Huế. Hà Nội thì có hoa đào, ở đây thì có hoa mai. Quá vui, vì đang trồng mai mà không thấy nở là mình thấy buồn rồi. Mà mai nở là mình thấy như một ngày, một mùa xuân đã đến với mình rồi. Tự hào lắm, người Huế mình rất tự hào. Đi đâu thì cũng không ít thấy cái mai như ở Huế mình đây. Nhưng đặc biệt Huế là mai tốt đó, mai là không có nơi nào có đó. Đường đến với danh hiệu xứ sở mai vàng của Huế đang được kéo gần lại, khi mà việc bảo tồn và phát triển nguồn gen giống mai vàng này sẽ được các ban ngành chức năng thực hiện trong nay mai. Và giống mai vàng quý sẽ được trồng trong nhiều không gian trọng điểm hoặc thành những rừng mai. Không những tô điểm cho bản sắc văn hóa Huế, mà còn trở thành một sản phẩm thương mại độc đáo riêng có của vùng đất cổ đô. Từ bao đời nay, mai vàng Huế đã trở thành biểu tượng đặc trưng và là sứ giả mùa xuân của xứ Huế. Nhắc đến Huế, ngoài sông Hương, núi Ngự và các danh thắng đền đài, lăng tẩm, người ta thường nghĩ đến mai vàng. Mai vàng được người dân xứ Huế trồng ở mọi nơi, từ cung đình, phủ đệ đến sân vườn ngoài ngõ, tạo nên vẻ đẹp sang trọng, khẳng định một giá trị văn hóa tiêu biểu rất riêng của Huế. Trong lịch sử, mai vàng xứ Huế được vương triều nhà Nguyễn khẳng định một cách chỉnh danh khi hoàng đế Minh Mạng cho khắc trên nghi đình thuộc cựu đình đúc năm 1835, là một trong 153 hình ảnh tiêu biểu mang tính biểu tượng của đất nước Việt Nam và nằm trong nhóm 9 loài hoa được chọn. Do là loài hoa được vua chúa giới quý tộc yêu thích nên thường được nâng niu chăm chú công phu để tạo dáng thế. Hoàng mai tạo nên tập quán chơi và nuôi dưỡng hoa kiểng của người Huế, dung chứa những ý nghĩa sâu sắc gắn liền với vũ trụ quan, nhân sinh quan. Màu sắc vàng quý phái tượng trưng cho màu của hoàng đế, cũng là màu của ánh sáng, năm cảnh hoa tượng trưng cho ngũ phúc. Huế chúng ta đã có một cái sự tích trong đời sống của cái hoa mai. Thì người ta kể là cái hoa mai đó chính là hình ảnh của một cô gái hiếu thảo và dũng cảm, đã sông pha cùng với cha mình đi diệt cái con quái vật, và cô đã bị chết trong một trận đánh với con quái vật. Linh hồn của cô bởi tìm về nhà thì được cái sự hy sinh và lòng dũng cảm cũng như cái tấm lòng chữa thảo của cô thì trời đã cho cô sống lại. Nhưng mà chỉ sống lại trong 9 ngày mùa xuân thôi, 9 ngày cô về đoàn tụ với gia đình. Sau đó khi cha mẹ cô qua đời thì cô không còn trở về vì dương gian như vậy nữa, mà cô tái sinh bằng một cái cây hoa nở vàng rực ở được nhà. Và cứ mùa xuân đến thì cây hoa đã nở vàng. Hết mùa xuân, hết ngày Tết thì cây hoa rụng hết lá. Thì sự tích kỳ kể như vậy. Nhưng có một sự tích cái mai của Huế đấy như này. Khi tôi còn nhỏ thì ba tôi cắt một cành hoa, ngày Tết cắt một cành hoa mai vào đem vào để cùng ố nề. Và tôi đi cầm cái hoa mai tôi kéo ở trên sân nhà. Thì ba tôi nói rằng là đừng làm vậy mà ông đi.
có nghĩa là gì? Là với cái cây hoa mai phải trân trọng, không được kéo lê như vậy, cầm trên tay rất trân trọng, tôn kính. À, như vậy cây mai có một vị trí rất là thiêng liêng trong gia đình của người Việt, người Huế, người Việt. Thế tôi nghĩ sự đó cũng là một sự rất của cái hoa mai trong đời sống như thế. Nhằm khai thác tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, loài hoa đặc hữu có giá trị này, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án xây dựng Thừa Thiên Huế thành xứ sở mai vàng của Việt Nam. Đây là cơ hội bảo tồn, phát huy giá trị mai vàng xứ Huế và định vị thương hiệu quốc bảo của Việt Nam như nhiều người mong muốn. Để thực hiện được mục tiêu đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan trồng và quy hoạch các vườn mai trên địa bàn, phát động phong trào mai vàng trước ngõ nhằm khôi phục truyền thống trồng mai, chơi mai cảnh của người dân. Từ đó, đưa phong trào mai vàng trước ngõ trở thành phong trào trọng điểm gắn với mô hình Huế, thành phố bốn mùa hoa, tạo điểm nhấn về cảnh quan sinh thái, nhân văn, truyền thống của vùng đất cố đô. Đến nay, phong trào mai vàng trước ngõ đã đạt được những kết quả tích cực. Tại thành phố Huế đã và đang phát triển mô hình công viên mùa xuân tại các khu quy hoạch điểm xanh trên địa bàn thành phố Huế, điển hình như hai vườn mai vàng trước Đại Nội và công viên trên đường Lê Duẩn. Tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, cả cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đã tích cực tham gia trồng mai vàng tại làng cổ Phước Tích, tại đình làng Thủ Lễ. Nhiều nơi đã hình thành nhiều điểm sản xuất giống mai vàng Huế, đáp ứng nhu cầu trồng mai ở địa phương, hướng đến thương mại hóa sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước. Cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào mai vàng trước ngõ giờ đây đã lan tỏa đến tất cả mọi nơi, nhà nhà ở Huế đều đồng loạt hưởng ứng phong trào trồng mai vàng với ước mơ biển vùng đất của đô Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam. Với mục tiêu là phát triển toàn diện mai vàng, để mai vàng không những chỉ có giá trị về nghệ thuật mà mai vàng phải có giá trị về kinh tế, giá trị về văn hóa, giá trị về lịch sử, và mai vàng trở thành một cái sản phẩm cây cảnh có tính đặc trưng và phổ biến cho xứ Huế. Ủy ban nhân dân tỉnh đang triển khai các giải pháp hết sức quyết liệt để có thể xây dựng cây mai vàng Huế trở thành một cái sản phẩm đặc trưng, cái điểm nhấn về cảnh quan sinh thái gắn với việc phát huy cái truyền thống văn hóa của người cố đô Huế. Ủy ban tỉnh tìm những cái giải pháp hết sức cụ thể để có thể triển khai trong thời gian tới. Tất nhiên công việc này cần phải đòi hỏi thời gian. Tuy nhiên chúng tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm của chính quyền, sự ủng hộ của người dân thì cây mai vàng Huế sẽ xứng đáng trở thành một cái sản phẩm hết sức đặc trưng, đại diện cho cái truyền thống văn hóa, truyền thống vùng đất của cố đô Huế, góp phần xây dựng Huế trở thành một trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của cả nước trong thời gian tới. Song song đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm bảo tồn, lưu giữ và phát triển giống mai vàng Huế, xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, trị sâu bệnh cho mai vàng Huế, xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm hoàng mai của tỉnh Thừa Thiên Huế, quảng bá hình ảnh và phát huy giá trị thương hiệu xứ sở mai vàng của Việt Nam thông qua các hội thảo khoa học về định hướng phát triển mai vàng Huế, hội thảo đánh giá đặc tính cảm quan mai vàng Huế và lấy ý kiến thành lập hội sản xuất và kinh doanh hoàng mai Huế. Và đó là dịp để hội tụ các chuyên gia, các nhà văn hóa, những nghệ nhân yêu thích loài hoa này đến để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp phát triển thương hiệu hoàng mai Huế xứng tâm với giá trị vốn có của nó. Bên lề tổ chức hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã kết hợp tổ chức các buổi triển lãm trưng bày mai vàng, tham quan khảo sát thực địa các vườn trồng mai, phát động các cuộc thi ảnh về mai vàng. Qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quảng bá vẻ đẹp của mai vàng Huế đến với người dân trong nước và quốc tế. Vận động thành lập Hội Mai Vàng Huế để quản lý và phát triển nhãn hiệu, phát huy giá trị kinh tế xã hội của mai vàng. Và kết quả đến nay, hình ảnh cây mai vàng đã hiện diện khắp mọi tuyến phố, trong sân vườn, tại các cơ quan trường học, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Về phía ngành khoa học công nghệ thì chúng tôi đã tham mưu đưa vào trong đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam hai dự án lớn. Thứ nhất là dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý hoa mai Huế, và hiện nay chúng tôi đã triển khai các giải pháp để đại hội hồi mai vàng Huế, và chúng tôi triển khai các cái bước để mà giúp cho hồi mai vàng có cái định hướng cho
cái hoạt động trong thời gian tới. Thứ nhất là chúng ta sẽ tổ chức được lễ hội hoa mai Huế định kỳ hàng năm, và hướng đến là một cái lễ hội cấp quốc gia gắn với lễ hội bốn mùa của thời tiết này. Một vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi phải bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý hoa mai Huế và giao cho hội hoa mai Huế chủ sở hữu cái nhãn hiệu này để phát huy cái tiềm năng văn hóa cũng như quảng bá cái thương hiệu này, đảm bảo cho cái sản phẩm này trở thành cái sản phẩm chủ lực của tỉnh và hướng đến một sản phẩm chủ lực quốc gia. Một vấn đề nữa thì trong cái định hướng phát triển của hội mai vàng, hội hoa mai thì chúng tôi sẽ định hướng trở thành thành lập các cái chi hội ở các cấp huyện và hướng đến các cái hoạt động như là hội quán hoa mai của các huyện hoặc là hội quán hoa mai của thành phố Huế, để giúp cho các cái thành viên của hội mai vàng vừa chia sẻ những kinh nghiệm, những cái khó khăn cũng như là các cái kỹ thuật trồng mai, kỹ thuật tạo bonsai mai, mai cảnh, làm sao đó để đưa cái mai vàng có cái giá trị nghệ thuật cũng như là giá trị về văn hóa và đặc biệt là phát triển cái kinh tế từ cái mai vàng này. Một cái dự án quan trọng nữa là chúng tôi đang triển khai một cái dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh để đánh giá lại cái giống mai vàng cũng như là xây dựng các cái quy trình nhân giống và trồng và chăm sóc cũng như là bảo vệ các cái bệnh từ cây mai, đảm bảo cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh cây mai vàng có cái hiệu quả. Và hướng đến thì chúng tôi cũng đăng ký một cái nhiệm vụ cấp quốc gia của Bộ Khoa học Công nghệ để hỗ trợ cho cái cây mai vàng thực sự trở thành một cái cây chủ lực và giúp cho cái đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam đi vào hiện thực. Để triển khai mục tiêu thành lập Hội Hoàng Mai Huế, vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị xúc tiến, vận động thành lập Hội Hoàng Mai Huế. Thông qua hội nghị, các khách mời đã cùng thảo luận và thống nhất cao về sự cần thiết của việc thành lập Ban vận động Hội Hoàng Mai Huế. Trên cơ sở đó, ngày 8 tháng 7 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ký quyết định số 203/QĐ-CN về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Hoàng Mai Huế. Theo đó, Hội Hoàng Mai Huế là một tổ chức xã hội tập hợp những nghệ nhân chơi mai, những người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh về mai vàng đến để trao đổi kinh nghiệm về cách trồng chăm sóc và bảo tồn các giống mai đặc hữu nhằm hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài ra, Hội Hoàng Mai Huế còn có nhiệm vụ vận động cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia hội và hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hội gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội theo quy định của pháp luật. Ban vận động thành lập Hội Hoàng Mai Huế tự giải thể sau khi đại hội thành lập hội bầu ra ban lãnh đạo của hội. Sau này khi thành lập được cái Hội Mai Vàng của Huế thì mong muốn kêu gọi những anh em chơi cái cặp nói riêng và cây mai vàng chúng để chúng ta là làm sao đi được thì đoàn kết rồi phấn đấu để những giống là tàu chơi lành mạnh và có thể làm cho cái giá trị của mai vàng là phát huy và bản thân của mỗi người chơi cây của một người nông dân thì phấn đấu làm sao đó thì để cho cái mai vàng có cái mức tăng trưởng không chỉ là cái sản phẩm đẹp mà cái giống để là cho sau này kế thừa cho cái thế hệ mai sau. Ngoài cái bệnh riết sắc lá thì tiếp đến hè đến á là một cái bệnh gọi là một cái loại côn trùng gọi là mọt trị. Vì nhìn đỏ nó cũng tái hại nhưng mà ít hơn, còn cái mọt trị vô cùng khó. Mà các nhà khoa học thì nghiên cứu rắn đỏ mà có một cái quy trình, có một cái quy trình để tiêu diệt nó. Chứ nó không thể là nó bơm thì nó chết, chết nó lại sinh ra cái chu kỳ sinh sản của nó quá nhanh. Đó là hai cái là bệnh riết sắc và mọt trị là hai cái tốt yếu nhất. Với một cái chuyện nữa là sau này á là người ta thấy giá trị cái mai lên thì người ta tăng cường chăm sóc, mà tăng cường chăm sóc á thì nó lại thừa phân thừa dinh dưỡng và tạo nên một cái bệnh đó gọi là tuyến trùng hại rễ, thì cái đó cũng nên cảnh giác. Mai vàng Huế giờ đây không chỉ ghi dấu ấn trong văn hóa lễ hội mỗi đồ Tết đến xuân về mà còn được khẳng định thương hiệu bởi những giá trị bonsai dưới bàn tay khéo léo của người nghệ nhân đã nâng cao giá trị về thương hiệu và kinh tế.
Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ kiến tạo thêm nhiều môi trường để các hộ kinh doanh mai có thể khởi nghiệp từ cây mai vàng Huế, đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển, khuyến khích các hộ dân trồng mai vươn lên làm giàu, góp phần tạo nên một sản phẩm văn hóa du lịch mang đậm bản sắc văn hóa cố đô trong tiến trình khẳng định vị thế của thành phố là xứ sở mai vàng của Việt Nam, là trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước và khu vực, đúng với tinh thần nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam là một việc làm lâu dài, kiên trì, đòi hỏi mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu bài bản, đặt hết tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của trí tuệ để xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố di sản văn hóa, sinh thái cảnh quan thân thiện với môi trường. Từ đó, phát huy giá trị văn hóa kinh tế cây mai vàng Huế, đưa các sản phẩm từ cây mai vàng Huế trở thành sản phẩm chủ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế trong tương lai. Hy vọng với quyết tâm khôi phục và phát triển hoàng mai Huế, các mục tiêu của đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam sẽ sớm được hoàn thành, và trong thời gian không xa nữa, mai vàng Huế sẽ nổi tiếng như hoa anh đào của Nhật Bản hay hoa tulip của Hà Lan. Xuân trăm hoa đua nở, trong đó có mai vàng lộng lẫy, góp cho đời và lòng người thêm tươi mới nồng nàn. Hoa mai ở nước ta có nhiều loại, phổ biến nhất vẫn là mai vàng, thường trổ bông vào mùa xuân ngày Tết, nên từ xưa đến nay vẫn được nhiều người yêu thích. Cũng như hoa đào ở miền Bắc, hoa mai ở miền Nam từ lâu đã được xếp vào hạng bách hoa khôi, hoa đẹp của trăm hoa. Cũng là hoa mai, nhưng ở Huế, mai vàng có sắc thái riêng. Người trồng mai chơi mai ở Huế xưa nay vẫn rất đỗi tự hào về mai Huế của mình. Là vùng đất kinh kỳ một thuở, người Huế sành chơi nghệ thuật cây cảnh, trong đó có hoa mai. Hoa mai có nhiều loại, thậm chí là có nhiều màu, nhiều hương vị khác nhau, tùy theo giống và các vùng thổ nhưỡng mà cây sinh trưởng. Tuy nhiên, khi nói mai vàng xứ Huế là nói về loại hoa mai nở bông năm cánh, từng chùm sung mãn, hoa lâu tàn, hương thơm dịu, lộc xanh nõn nà. Với tình yêu mai Huế, nhiều người còn gọi là mai ngự, mai hương hoặc hoàng mai để phân biệt với mai hồng diệp vùng Nam Trung Bộ và mai rào Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, hoặc với một số loại mai khác thường được lai ghép có bông nhiều cánh, nhiều lớp, thậm chí là nhiều màu và lá non thường có màu hồng tía. Vì sao mà người Huế lại thích cái hoa năm cánh? Bởi vì cái đó thì thường thường người Huế là quan niệm là ngũ phúc. Năm cánh
biểu tượng cho cái ngũ phúc là phúc lộc thọ khang ninh. Đó. Nhưng mà có một điều đặc biệt là đến cái ngày mùng 1 Tết ấy, mà nếu có một cái hoa nào đột biến, có một cành hoa sáu cánh thì đó là một cái biểu tượng mới mẻ để đón xuân, mà người ta rất là vui mừng, may mắn. Mà cái đó đấy, những người theo đạo Phật đó, còn nói đó là lục hoa của Phật giáo. Sáu cái hoa: thân hoa đồng trụ, ý hoa đồng đồng hiệp, lời hoa đồng phân, rồi là trị hoa đồng giải. Người Huế chơi mai đấy là rất lưu tâm đến cái thế cây. Cái thứ nhất là cái rễ, tức là đế đấy. Cái đế phải vững chắc, là tượng trưng cho sự vững chắc. Cái thân mềm mại, người ta nói là mai nữ tung tự đó, cái thân mềm mại và lạ lẫm là hai. Thứ ba là cái cành, là đế thân rồi cành. Cành thì nó người Huế chơi rất kỹ, là cành dưới phải lớn hơn cành trên, và càng lên thì cành càng nhỏ. Và bốn bề của cái cây là phải đầy đủ xung xuê đấy. Như cây này là có cả bốn bề, bốn bề nó tượng trưng trong cái gì đó là đầy đủ rồi. Thời vàng son của vương triều nhà Nguyễn, cây mai vàng từng được tuyển chọn để tiến vua, được trồng trước điện Thái Hòa, trồng trước thế tổ miếu, những nơi trang trọng thiêng liêng bậc nhất của vương triều Nguyễn. Tên gọi Mai Ngự có lẽ từ đó mà có. Mai là một trong những loài thảo mộc quý được vua Minh Mạng cho đúc trên Nghị Đình, một trong bộ cửu đình thuộc hạng báu vật quốc gia tại Đại Nội Huế, và được vua Minh Mạng thánh chế ngự thi ca tụng. Người xưa còn xếp mai vào hàng đầu trong bộ tứ quý: mai, lan, cúc, trúc, và thuộc nhóm ba người bạn quý giữa mùa đông: tuế, hàn, tam hữu. Được chọn trang trí trong mỹ thuật triều Nguyễn, hình ảnh hoa mai năm cánh có mặt ở nhiều công trình kiến trúc độc đáo trong cung đình, nhất là trên các ô học ở điện Thái Hòa, thế tổ miếu và trên nhiều cổng cửa ra vào Đại Nội Huế. Trong dân gian, hình ảnh hoa mai được sử dụng trang trí ở các công trình, đền chùa, miếu vũ, tâm linh. Ngày nay một số gia đình có bình phong trước nhà, hình ảnh hoa mai quen thuộc cũng xuất hiện với mô típ mai lan cúc trúc hoặc mai điều, mai lộc theo lối của người xưa truyền lại. Ngoài thú trưng mai trong nhà trước bàn thờ gia tiên ngày Tết, theo truyền thống, ở Huế, dù là phố thị hay hương thôn, hầu như nhà nào cũng trồng ít nhất một cây mai vàng trước cửa ngõ. Nhà có điều kiện thì trồng cả vườn mai. Dù phải trải qua bao xoay chuyển của thế thời xã hội, đến nay gia đình ông Nguyễn Văn Đệ, một nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng ở phường Đúc, thành phố Huế, vẫn còn giữ được khá vẹn nguyên một ngõ mai vàng dẫn vào nhà mình. Trước hiên nhà ông Đệ vẫn đĩnh đạc một cội mai được trồng từ thời ông cụ thân sinh của ông còn trai trẻ. Ông thân đã về với tổ tiên,
cội mai già còn ở lại lặng lẽ làm chứng nhân của gia đình, có mấy thế hệ chung sống thuận hòa trong khuôn vườn mà ông bà tổ tiên để lại. Cây mai này là một kỷ vật của gia đình, vì do ông thân tôi là truyền lại, là một người bạn là làm trong khu kinh tế đời Khải Định, quốc Khải Định, tặng ông, đặc biệt tặng ông, cho ông trồng đó. Qua những ngày tháng vừa rồi khó khăn nhưng mà người ta mua mấy mình cũng bà hết, đó là kỷ niệm. Và hẳn là có cái là mai tử thời là bố mua điều nợ, còn cái mai ngoài kia là mai ngoài là hẳn chỉ nợ vừa mua xuống thôi. Qua nó thì nó tươi, tươi hơn cả cái loại hết cả, thơm về đây. Xong mai tất nhiên là nói chung là cái gì họ cũng làm cặp hết, gọi là đôi hết. Như đũa là phải có đôi, để một chiếc ánh thể gấp được. Thành như do đó là làm xong mai tất nhiên để có vợ có chồng, để cho cân đối. Bền vững và sau này hạnh phúc được là trò về. Kim Long, một trong những vùng thuộc làng xưa phố cổ ở Huế, nơi mà từ những năm 1636, Chúa Nguyễn Phúc Lan đã chọn làm thủ phủ của xứ Đằng Trong. Nhiều gia đình ở đây vẫn còn giữ được những cội mai trên 100 tuổi. Những lão mai thân gầy gân guốc trước ngõ từ lâu đã trở thành kỷ vật nhân chứng, thành tri ân, tri kỷ với nhiều thế hệ con người trong một gia đình. Là cái mái này nở rất là đúng Tết, mà rất là thơm, mà có rất là người thương yêu, là vì nó lúc mô cũng là 6 cành, tới 5 cành hết, chứ có lúc mô 4 cành, mà 6 cành là phần nhiều hơn. Thành cho nên một đến mua Tết rồi á, là họ đến mua là cũng bạn. Cứ vẫn để kỷ niệm là vì bốn đời tối qua rồi là sang chừng không có bạn. Đó là chứ kể cháu mà kể đời ông cổ, ông nồi, đến cha, đến đời con thôi. À, đến đời tôi là đời con thôi. Đó là thành cho nên là chứ mấy cũng không bạn hết. Để kỷ niệm thôi. Quá như ông tôi là người làm thơ. Đó, ông treo là đây một cái. À, treo xung quanh cái mai. Treo xung quanh được á. Mọi người đều tới là khi mà cũng khen cái mai này là nhiều bài thơ lắm. Nghe nhắc những bài thơ về mai của người quá cố, trong ta bỗng vọng về câu thơ để đời của ông Đồ Nguyễn Đình Chiểu, một thời tuổi trẻ đã theo học ở Hà Khê vùng này. Hữu tình thay ngọn gió đông, cành mai nở nhụy lá tòng reo vang. Phước Tích, một làng cổ thuộc huyện Phong Điền, cách Huế chừng 50 km về phía bắc. Cây mai vàng cũng hiện hiện trước ngõ, trong khuôn vườn, hầu khắp các ngôi nhà giường, đã hàng 100 tuổi. Không ít chủ nhân làng cổ ngày càng còng lưng gánh nặng tuổi đời. Nhưng những cội mai vàng trước ngõ vẫn vươn lên tỏa bóng mát và cho hoa vàng mỗi độ xuân về. Ông Trương Kiến năm nay đã ngoài 80, nhưng so với tuổi cội mai già trước sân nhà, tuổi ông chỉ non phần nửa. Yêu quý, tự hào về cội mai già lão hơn mình, ông Kiến vẫn sẵn sàng chia sẻ mai vàng trưng Tết cho người thân. Gặp năm khan hiếm mai vàng, ông nói chắc là mai cũng hiểu lòng ông. Trước nhà thờ dòng tộc họ Trương ở làng cổ Phước Tích vẫn còn nhiều cội mai, mà khi thế hệ trên 80 tuổi như ông Trương Kiến lớn lên đã thấy cội mai đứng ở đây rồi. Cũng đi theo với cây mai này đã có sẵn rồi. Nhưng hòa thờ, nhà thờ là xây dựng từ 1890. Tôi sinh ra mà đã có rồi. Mà tôi 88 tuổi. Xã Điền Hòa,
thuộc vùng Cát Ngũ Điền bên Phá Tam Giang cũng là một vùng nổi tiếng nhiều mai và mai đẹp, nhất là làng mai Thế Chí Tây. Ở đây hầu như nhà nào cũng trồng mai, chủ yếu để chơi theo lối dân dã. Gần đây năm nào Điền Hòa cũng tổ chức hội hoa xuân, mai vàng vẫn là cây chủ đạo. Khi gặp khách ưng ý thì gả bán kiếm tiền trang trải thêm đời sống. Có lẽ với nền đất cát, cây mai ở đây phát triển mạnh, bông nhiều, khi bứng hay sang chậu cũng dễ dàng hơn. Bây giờ giao thông thuận lợi, người ở tứ xứ tìm về mua mai đẹp Điền Hòa về trưng Tết. Trong lễ tất niên, nhiều người còn chậm hương cho cội mai vàng trước ngõ và những cây cổ thụ trong khuôn vườn đã bao đời cho hoa trái nuôi người. Xã Điền Hòa là có truyền thống trồng cây cảnh từ ngàn xưa chứ. Uống mai không phải là gì. Năm 10 năm sau thành một được một cái mai. Tôi nhờ mai rồi xanh là tôi xây được thành. Thì lăng sơ của bà con ở đây thì nhà nào cũng là vì cái kinh tế phụ mà thành trở thành chính. Vì hàng 10 năm, 15 năm là có bạn thể là hồi trước là đắt giá là 20 triệu. Tôi bỏ có bằng cây là một cây, một cây vàng. Từ xa xưa, mai vàng đã có mặt hầu khắp trước cửa ngõ nhà dân, nhà quan, trước sân, đền, chùa, miếu mạo. Tương truyền tục ấy là gắn với sự tích hoa mai của dân tộc Việt Nam ta. Hoa mai được coi là hồn thiêng của một nữ nhi áo vàng. Thuở xưa đã dũng cảm cùng cha của mình tiên phong đi diệt ác thú bảo vệ dân làng. Khi cô không may bị tử nạn, Ngọc Hoàng cho hiện về thăm gia đình làng xóm mỗi năm 9 ngày, vào dịp Tết Nguyên Đán, bắt đầu từ 29 tháng Chạp. Khi song thân của cô qua đời, hồn nữ nhi được hóa thành cây mai vàng trước ngôi miếu mà dân làng đã xây dựng phụng thờ cô. Về sau mai vàng càng được nhân rộng để tưởng nhớ một nữ nhi anh hùng, vừa như mong muốn hương sắc mai vàng che chắn bớt độc khí ác tà, để cuộc đời được an bình, thịnh hạnh. Cùng với thú chơi mai cây, mai cành, người Huế còn sành điệu trong lối chơi mai kiểng, mai cổ. Mai càng cao niên, càng rắn giỏi phong xương, càng cao giá trị. Nhiều lão mai không những đã trở thành tri ân, tri kỷ, nhiều khi còn là tài sản vô giá của gia chủ. Tịnh gia viên của gia đình ông Nguyễn Hữu Vấn và bà Tôn Nữ Hà ở đường Lê Thánh Tôn, thành phố Huế hiện còn bảo lưu được những lão mai cổ độc đáo, có thế long thăng, long dáng, hổ trầu và hoa đẹp. Những cội mai này lâu nay đã nổi tiếng trong giới chơi cây cảnh khắp trong Nam ngoài Bắc. Chúng tôi cũng như nhiều nghệ nhân, cũng như hồi sinh vật cảnh luôn quan tâm đến cái chuyện làm thế nào để khôi phục lại cái hoa mai Huế nhiều hơn, rộng rãi hơn. Bởi vì là nó bị đi bớt mai một đi nhiều. Đấy. Thì theo tôi là có người hỏi tôi bây giờ làm thế nào để mà làm được điều đó. Thì tôi thấy là có mấy cái phương pháp mà có thể. Đầu tiên là cái tâm.
Người trên mái Huế có cái tâm để mà làm thế nào bảo vệ cho được cái Huế và phát triển nó phù hợp vừa truyền thống mà vừa hiện đại. Từ cái chuyện phát triển đó, làm sao để cái tiêu thụ của người đó, có nhiều người tiêu thụ hơn, muốn vậy đấy thì vừa đáp ứng được truyền thống, vừa đáp ứng cái đương đại. Thì khi đó mới tiêu thụ mạnh, có tiêu thụ mạnh thì mới sản xuất mạnh để mà làm cho cái hoa Huế ngày càng phát triển hơn. Mai trồng không khó, không kén người chơi, nhưng chăm sóc để mai cho bông, cho hoa đúng Tết ở Huế quả là không dễ một chút nào. Lý do chính là do thời tiết thường mưa rét kéo dài vào cuối năm. Các chủ vườn mai Huế dù đã ra công chăm sóc, nắng che, mưa đẩy, rét trùm, nhưng có năm không có mai cung ứng cho thị trường. Nhiều người phải chuyển mai hồng diệp, mai rào từ các tỉnh phía Nam ra phục vụ Tết. Mai vàng từ cây con được dày công chăm sóc, uốn cảnh tạo thế, đến khi cho hoa lứa đầu, chí ít cũng phải mất 3-4 năm trời. Đó là nói mai trồng đất vườn. Với mai trồng chậu kiểng phải mất từ 7-8 năm mới có được một chậu mai chơi được. Chỉ riêng việc chảy lá cũng phải canh chừng nắng mưa, nhiệt độ từng ngày và còn tùy vào độ sinh trưởng của búp của cây. Những người làm vườn ở Huế lâu nay có câu ngày xanh đất, ngày vàng cây là nói thời kỳ rụng lá, chảy lá và thời kỳ mai vàng rộ hoa. Cái mai này để hôm nay tuổi thọ nó là hơn 50 năm. 50 năm tuổi. Còn cái mai tôi cầm lên tay đây là 2 năm tuổi. Như vậy để có một cái mai như thế này là chúng tôi là lấy từ cái hạt những cái cây mẹ bông to, cạnh hoa là quay khép kín và thơm, lấy về là quay như là gieo trong cái túi ni lông, gieo trong cái lon, gieo trong cái chậu nhỏ, chăm cho đến lúc là coi như là nó to lên thì ta lại sang chậu tiếp đấy. Thì quá trình chăm là coi như là nhỏ thì có thể 5 năm thay chậu một lần, nhưng mà lớn thì 3-4 năm thay chậu một lần. Nói chung là từ khi mà trồng cái mai này trong cái lon sữa bò mà để hôm nay tôi thay chậu ít nhất phải là 10 lần. Tuy không phải đạp tuyết tầm mai, nhưng những người yêu mai vàng xứ Huế cũng phải vượt qua cái mưa lạnh thấu xương những tháng cuối năm để có mai vàng. Những năm gần đây, ở Huế có trào lưu chơi mai gộc, tức là tìm chọn mua những cây mai cổ thụ có hoa đẹp, cưa bỏ thân cành hạ thế, đưa vào chậu, cơi thêm bộ rễ tạo dáng mới lạ, hấp dẫn. Mai gộc nhiều và độc đáo nhất hiện nay ở Huế có lẽ là ở cà phê Tịnh Lâm Nhi của gia đình ông Nguyễn Hùng, phường An Đông, thành phố Huế. Chơi mai gộc không chỉ nhằm vào hoa đẹp ngày Tết mà còn được cái thú ngắm thế ngắm dáng, nhất là bộ đế của những lão mai đã nhiều năm sương gió. Hoa mai mang tiết tháo thanh cao, dẻo dai và là sự may mắn thịnh vượng tài lộc, nên trở thành loài hoa đầu bảng được ưa dùng trong dịp Tết đầu năm. Trong mai có khí của Tùng Trượng Phu, có dáng của Trúc Quân Tử nên càng được nhiều người trân quý. Sinh thời Chu Thần Cao Bá Quát đã một đời chỉ cúi đầu trước hoa mai, nhất sinh đê thủ bái mai hoa. Gần đây người ta còn chơi mai bonsai theo kiểu cây cảnh, đưa sông núi thiên nhiên thu nhỏ vào nhà.
người tiên phong là ông Nguyễn Đình Lam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy. Từ một nông dân thuần túy, ông Lam trở thành một chủ vườn mai hàng ngàn cây là một chặng đường dài, vui buồn cùng mai Huế. Cây bonsai là không được quá cao, không được là cái cành quá dài. Thì hàng năm là mình nên bấm những cái cành dài mình tạo. Thì cây bonsai mà mình chọn là những cái nhánh có nhiều chi, mình ghép vào là hàng ra nhiều chi liền. Khi mà chỗ ghép là nó sẽ sưng, mà khi góc ghép của mình đã có sẵn làm đẹp rồi thì mình ghép vào cái cành nhọn như vậy mà nó sinh trưởng cái là nó có hoa là lấy đầu voi đuôi chuột, rồi mình phụ thể đẹp. Vườn tối thì rất là đa dạng, có thể là trồng trên đá rồi trồng trên khay mọng, hoặc là mình trồng trong cái chậu xi măng nhưng cũng rất là mỏng đất. Khi mình chọn 5-7 cây mà phối vô một khay cùm rừng nuôi chẳng hạn là thoải mái chọn. Vừa rồi mà tôi đi festival thì có một tác phẩm là Một đời người, một rừng cây, là có được giải ba. Tên tác phẩm là cái bài hát của Trần Long Ông là Một đời người, một rừng cây. Thì trong cái lời cái bài hát nữa là có nhiều đoạn là cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật căng khô. Có một ý nghĩa này. Rồi có một loài cây sống gần nhau thân mấy thằng. Rồi có thêm một đoạn nữa là ai chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ, danh phần ai. Cái này là mình phản ảnh trước cái xã hội. Có những người chọn công việc nhẹ, lại có những người rất gian khổ ngày đêm nó canh giữ đất trời. Với mai vàng xứ Huế, dù có chơi theo lối nào, nhiều người vẫn yêu thích những chậu mai hình tháp truyền thống ở những vườn mai nổi tiếng lâu nay, nhất là ở phường Vĩ Dạ. Vốn là một giáo chức, muốn lưu giữ nếp nhà, ông Giật không nỡ chia lô bán đất vườn như nhiều người khác, mà vẫn sống đạm bạc trong căn nhà xưa của cha ông để lại và chăm chút những cây mai vàng, từ gieo hạt, ươm cây đến uốn thế tạo dáng theo cách của mình. Ở Vĩ Dạ còn có nhiều vườn mai nép mình sau những nhà phố đang đua nhau mọc lên ngày càng nhiều. Trong niềm vui mai vàng ngày xuân, cũng thấp thoáng nỗi buồn người trồng mai xứ Huế. Cũng đã không ít vườn đã bị xẻ thịt, bị giải tỏa. Số còn lại ngày càng bị che khuất bởi những nhà phố cao tầng không đủ nắng gió cho mai làm nụ, làm bông. Đó là chưa nói đến nỗi buồn bỗng dưng mai khô, mai héo mà khổ chủ không nỡ bỏ đi. Tôi chơi là mai cũng là sợ, cũng năm sợ chục năm rồi. Nhưng mà cái mây vàng á, hàng vui á, là cái vui là cái dù mình thích nhất là khi mà có nắng, có mùa xuống tới thì mình thấy hy vọng là chắc là cái mai làm chi hoặc còn lại là mình vui. Mà khi nghe thời tiết á, mà có một không khí lạnh mà cách á, là một tuần hai tuần chi là mình thấy đã hơi buồn rồi. Chứ bây giờ mới nở ra cái bơ vương mới chỉ chiều hơi hèo mình thấy là mình đã buồn rồi. Đó là về cái chuyện chơi. Còn về cái buôn bán là nó khó khăn vô cùng. Khó khăn là cái do gì? Vì cái bóng mái của mình là ảnh hưởng theo thời tiết. Lạnh nhiều là cái mây vàng, nhất hàng là cái mây vàng. Lạnh lòng nó cầm mãi thế này. Là có cái mai, để bạn bè anh em đến chơi, giao lưu, thuốc, trà, tâm sự, hàn huyên. Đấy, đó là coi như vui vẻ. Nhưng buồn nhất á, trong cây mai á, là cái mai là giống như mẫu thịt của mình luôn. Nhưng mà cái mai đó nó có bệnh, mà nhờ mà nó không sống được. Thì người trên mai là buồn da diệt lắm. Tôi là cũng 3 cái mai bị hư, bị chết. 3 tháng là qua đêm trằn trọc ngủ cũng được. Và cả năm vẫn tiếc, bây giờ vẫn tiếc.
hình như đã linh cảm được khát vọng mai vàng xứ Huế. Gần đây, lãnh đạo thành phố Huế đã chỉ đạo công ty công viên cây xanh sưu tầm cây mai tốt, mua về trồng thành vườn, thành công viên, tạo một tuyến đường, một đại lộ mai vàng trong tương lai trước Phù Văn Lâu bên bờ bắc sông Hương. Dự án chưa hoàn tất, nhưng nhiều cội mai ở đây đã bừng tươi cánh vẫy, đã bắt đầu hút mắt lớp trẻ và du khách gần xa, nhất là nam thanh nữ tú những ngày xuân đến Tết về ở Huế. Khi công viên Hoàng Mai hay đại lộ Mai Vàng ở Huế hoàn thiện, nỗi niềm thương nhớ mai vàng xứ Huế ít nhiều sẽ được sẻ chia để mai vàng Hoàng Mai mãi đẹp thêm hồn cốt thần sắc văn hóa cố đô.